Bây giờ chúng ta sẽ thực hành đến món lẩu mắm. Món lẩu mắm này dùng cho 6 phần ăn. Vật liệu gồm có như sau: 500g mắm sạch. Nếu các bạn không dùng mắm sạch đó, các bạn có thể dùng 250g mắm sạch và 250g mắm cá linh. 350g thịt ba rọi. 350g cá bông lau hoặc cá kèo. Phần để chúng ta nhúng vào trong lẩu thì gồm có 200g thịt bò, 300g mực, 300g tôm, 500g cà tím, 100g sả. Phần rau để chấm, chúng ta có thể là mua là rau bắp chuối, rau muống, rau đắng, kèo mèo, bông súng, thơm và các loại rau sống khác. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cách nấu. Đầu tiên á, chúng ta sẽ cho mắm vào trong nồi. Ở đây thì mình sẽ nấu cái mắm sạch không, không có mắm cá linh. Xong rồi chúng ta sẽ cho 800g nước lã vào để nấu cho cái xương cá nó đục ra. Rồi chúng ta sẽ lược lại. Sau khi chúng ta đợi mắm để nó đục cái xương á, sẽ xào thịt ba rọi. Bắt chảo lên bếp, chảo nóng cho vào 4 muỗng súp mỡ. Các bạn không dùng mỡ thì chúng ta dùng dầu ăn nha. Chảo nóng cho vào 2 muỗng cà phê tỏi bầm. Và sả chúng ta bầm nhuyễn ra. Sau đó chúng ta cho thịt ba rọi vào. Bây giờ cái mắm đã được rồi, các bạn thấy nó còn xương không? Thịt nó đã rã ra hết rồi, chúng ta bắt đầu lược mắm. Ta lấy một cái rây hoặc là cái rổ mà nhỏ, ta lược cái móng ra để lấy phần xương ra, phần nước riêng. Nếu cái này chúng ta thừa quá, chúng ta phải lược một lần nữa để cho xương nó được rớt theo.
chiên này ha. Em đốt rồi đó chị. Để mình chuẩn bị mình nấu. Bây giờ sau khi đó cho móng trở lại nồi bắt lên bếp, chúng ta cho vào tiếp trong nồi 1,5 lít nước lã. Và cái thịt ba rọi lúc nãy chúng ta xào đó thì chúng ta cho qua nồi móng. Thì chúng ta sẽ chuẩn bị cắt cà tím. Cà tím này chúng ta khi chúng ta thái đó, chúng ta sẽ cho vào trong nước ngâm. Cái cà tím này đã nấu với mắm đó, chúng ta để vỏ nha, để vỏ ăn nó sẽ ngon hơn thì chúng ta gọt vỏ. Chúng ta sẽ nêm gia vị vào trong nồi mắm. Cho vào trong mắm 4 muỗng rưỡi cà phê đường, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng chúng ta cho cáo vào trong mắm. Vớt cá ra trước, mình ra để lâu hơn cá thì mình để ra, cho vào trong lẩu. Thì chúng ta cho cà tím vào. Sau khi thịt ba rọi nó mềm đó, chúng ta cho cà vào. Mềm thì chúng ta cho đũa vào đó, chúng ta xong cái đũa như thế này. Vớt cà tím ra, cho vào trong nồi mắm. Sau khi cho cà vào đó, chúng ta cho vào 2 muỗng mỡ. Cà chúng ta lấy cái này là được rồi nha các bạn. Tại vì khi chúng ta cho ra lẩu, chúng ta còn nấu lại trên lẩu nữa. Nếu chúng ta làm chín nó, cái cà nó sẽ nát, không có ngon. Chúng ta sẽ bắt mắm vào lẩu. Sau khi cho mắm vào trong lẩu hết rồi đó, chúng ta cho vào 2 muỗng cà phê hành phi vàng. Như vậy là chúng ta đã làm xong món lẩu mắm. Khi nào ăn đó, chúng ta cho côn ở dưới, lẩu mắm sẽ sôi. Và thịt bò, mực với tôm chúng ta sẽ nhúng vào trong lẩu mắm.
Món lẩu mắm này sẽ được ăn với lại rau sống, các loại và muống.